đau ráng chịu. Đùa chứ đau không có đau. Không biết cái cực lắm. Mình nghĩ là phim hành trình nó đi xa, mình đi ra này ra Túc Phan Thiết rồi đi là cực. Nhưng sau khi đọc kịch bản xong, tính toán lại, không, phim này mình ngồi trong xe không à, mát lắm. Không phải xuống xe đâu, ngồi mới lạnh nhiều lắm. Những nhân vật khác mới khổ, nhẫn thôi. Nghe như thế này thôi, nhưng mà tại vì thực chất là cái nội dung và cái tính nhân văn của bộ phim này nó cao lắm, thì đó là cái điều chính mà thuyết phục Phil khi mà nhận cái dự án này. Và cho tới ngày hôm nay thì lại cảm thấy vui hơn nữa vì cái quyết định của mình nó không hề sai một cách nào hết. Vì ngay tới thời điểm này thì Phil thấy được những cái gì mà đoàn phim đang làm và Phil hình dung ra được thành phẩm nó sẽ như thế nào. Nhưng mà Phil chỉ mong muốn điều là nếu như mà phim có ra thì mọi người dành một cơ hội để ủng hộ cho phim. Tôi nghĩ là mọi người không thất vọng đâu, tại vì phần 1 nó đã đem đến cho mọi người quá nhiều cảm xúc và là một sự thành công lớn rồi, thì không có lý do gì mọi người không đến rạp vì phần 2 hết.